Xin mời cả nhà nha. Hôm nay mời cả nhà, Thắng Phật xin mời cả nhà đi ăn hủ tiếu gõ nha. Bình dân thôi. Hủ tiếu chỉ có 25.000 tới 30.000 thôi. Mà hủ tiếu này là hủ tiếu Anh Đức. Hủ tiếu nha cả nhà. Nó ngon lắm á. Tô hủ tiếu này trên mấy bạn đang thấy trên màn hình đó thì là 35.000, 30.000 chứ, 30.000 do mình kêu thêm xương nạc với bò chiên á. Nhìn tôi tiếng hấp dẫn không cả nhà? Đây, con trai mình nó tên là Sony, nó rất là thích ăn. Quán này mình cũng biết mười mấy năm rồi. Anh Đức bán bình dân lắm. Tôi trên hình vậy là 30.000. Vị của nó thì dễ ăn, ngon, nói chung là bình dân, với bình dân ăn ngon, đông lắm cả nhà. Rồi đầy đủ, nào có chanh, ớt này kia đầy đủ ha. Rồi giờ mời cả nhà thưởng thức thôi. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Nhớ đăng ký kênh và like, share giúp cho em có nhiều động lực nha, để em đi nhiều nơi, biết nhiều món ngon em sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Em xin chào và hẹn gặp lại, chúc cả nhà nhiều sức khỏe và dạng sự nhé nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Siêu ngon. Con nghĩ là con ăn không có đâu á.